Nhật Kim Anh phải nhập viện phẫu thuật. Nhật Kim Anh được biết đến với vai trò diễn viên, ca sĩ. Vì đặc thù công việc, cô liên tục nói, hát nhiều khiến thanh quản bị tổn thương. Nữ ca sĩ cho biết, cô mắc chứng hát dây thanh quản khoảng 7-8 năm nay, khiến giọng không còn được thanh trong như trước. Chia sẻ với phóng viên, Nhật Kim Anh nói, trước đây tôi có thể hát được 10 bài trong một show diễn, nhưng từ khi bị bệnh, hát 1-2 bài là giọng bắt đầu khàn đục, phải nghỉ dưỡng tận 3-4 ngày mới trở lại bình thường. Tình trạng này càng ngày càng nặng, tôi đi khám mới biết cần phải mổ. Theo chẩn đoán của bác sĩ, giọng ca đoạn đường vắng bị hạt sơ dây thanh quản, phải mổ gấp vì để lâu sẽ khó điều trị. Bác sĩ chỉ định cô nhập viện phẫu thuật sáng ngày 14 tháng 11. Tuy nhiên, vì bận lịch trình cá nhân, cô phải xin rời thời gian mổ sang sáng ngày 16 tháng 11 tới. Nhật Kim Anh cho hay, trước đó cô nghĩ mình bị khàn tiếng thông thường, chỉ cần uống thuốc, ngậm kẹo là khỏi, nên không đi chữa khiến bệnh kéo dài gần 8 năm. Khi biết bản thân bị hạt dây thanh quản, cô hỏi những đồng nghiệp từng bị trước đó, nhờ hướng dẫn chỗ điều trị hiệu quả. Thật ra trong giới văn nghệ sĩ rất nhiều người bị bệnh này, nhưng thường không biết, bản thân tôi cũng vậy. Tôi chỉ nghĩ vì mình nói lớn, hát gằn giọng nhiều nên khàn tiếng thôi. Tuy nhiên tôi may mắn vì còn chữa trị được. Có nhiều anh chị nghệ sĩ khác khi phát hiện đã không thể phẫu thuật nữa rồi, nữ ca sĩ nói. Thị Bình tâm sự, khi biết thanh quản bị tổn thương, cô rất buồn và lo lắng vì bản thân là một ca sĩ diễn viên phải sử dụng đài từ nhiều. Tuy nhiên cô vẫn lạc quan vui vẻ bởi theo cô trời kêu ai nấy dạ nên cứ cố gắng chữa trị và sau đó lại cống hiến hết sức mình. Về khả năng phục hồi, Nhật Kim Anh cho biết sau phẫu thuật tôi không được nói, chỉ được ra hiệu thôi. Sau 2 tuần mới được nói nhưng phải phát âm lượng nhỏ nhất, có thể để vết thương lành lại. Khoảng 1 tháng sau tôi mới có thể nói chuyện bình thường. Tôi có hỏi vài anh chị đã mổ trước đó, họ bảo giọng không thể hoàn toàn như trước nữa mà sẽ yếu đi. Sau phẫu thuật tôi phải giữ gìn giọng nhiều hơn, nói hoặc hát đều phải để ý, không được tự do thể hiện. Nữ ca sĩ cho hay, sau khi phẫu thuật sẽ xem xét tình hình sức khỏe thanh quản và quyết định cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Về phần diễn xuất, cô vừa nhận được một kịch bản mới, tiếp tục kết hợp cùng đạo diễn Nguyễn Phương Điền, người cùng cô và ekip tạo nên thành công của phim Tiếng Sét Trong Mưa trước đó. Hạt sơ dây thanh là tình trạng dây thanh bị tổn thương dạng khối nhỏ, khiến âm phát ra bị khàn đục, không còn bình thường. Những người sử dụng giọng nói nhiều, lớn, liên tục thường mắc phải căn bệnh này. Trước Nhật Kim Anh, nhiều ca sĩ, nghệ sĩ từng phẫu thuật chữa hạt sơ dây thanh như Hoài Linh, Dương Ngọc Thái, Hồ Việt Trung.